Rồi chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản liên quan đến một vụ kiện cáo đất cát ở Quảng Nam. Cụ thể ở đây là những người dân mua đất của chủ đầu tư Bách Đạt An. Thì ngày 5 tháng 3 vừa qua, người dân đã đến tập trung ở trung tâm thị xã Điện Bàn để đòi quyền lợi. Người ta dựng cả lều bạt, người ta ăn, người ta ở đây, người ta đòi quyền lợi các bạn này. Đây là cái hình ảnh. Băng rôn người ta ghi là đề nghị thanh tra chính phủ vào cuộc cứu dân. Nghĩa là bây giờ là hết đường rồi. Dân bây giờ là không biết cồn kêu ở đâu nữa. Tại vì ở địa phương là coi như là tất cả các cấp các ngành hết thuốc chữa rồi đó. Ông Nguyễn Quang Sơn ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết cuối năm 2017 thông qua công ty Hoàng Nhất Nam, gia đình ông có mua một lô đất diện tích là 130 m² thuộc dự án là Bách Đạt An 1. Tổng số tiền ông nộp cho chủ đầu tư là 960 triệu đồng. Theo ông Sơn, công ty này hứa hẹn cuối năm 2019 sẽ ra sổ nhưng rồi không thấy gì cả. Có hàng loạt cuộc tiếp xúc với dân, nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo và người dân, nhưng đã 5 năm rồi mà người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Người dân chúng tôi không ai mong muốn là đi tụ tập kiểu này cả. Chúng tôi chỉ mong muốn chính quyền địa phương sớm yêu cầu công ty Bách Đạt An phải ra sổ đỏ cho dân. Ông Sơn bức xúc. À, các bạn ra quá trời của đất luôn. À, để mình chuyển sang cho các bạn thông tin nữa này đây. Đây, để mình chia sẻ Ngày với các 5 bạn tháng một số 3, hình hàng ảnh. trăm khách hàng đặt cọc mua đất của công ty Bách Đạt An lại tụ tập, dựng lều bạt, dàn băng rôn cạnh trụ sở trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đòi quyền lợi. Tại hiện trường, nhiều lều bạt được dựng trên lề đường, gần trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn. Những người này mang theo băng rôn với nội dung tố cáo công ty Bách Đạt An lừa đảo, đề nghị cơ quan chức năng can thiệp bảo vệ quyền lợi. Đám đông quá khích, tụ tập gây mất an ninh trật tự. Có thời điểm lực lượng chức năng phải dùng công cụ hỗ trợ để giải tán. Đây không phải là lần đầu tiên khách hàng tập trung đòi quyền lợi. Khách hàng của công ty Bách Đạt An làm hợp đồng góp vốn thông qua công ty Hoàng Nhất Nam từng nhiều lần tập trung ở trụ sở công ty. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trụ sở tiếp công dân và gần đây là Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn cho biết, thị xã đã đề nghị. Hình ảnh người ta dựng lều bạt ngay trước cổng của trung tâm thị xã Điện Bàn. Công an cũng phải dùng hơi cay. Ồ rế quá này. Thời bình mà giống như thời chiến bạn. Đó, đề nghị thanh tra chính phủ và cục cứu dân. Các bạn thấy không? Thời gian hàng loạt đây. Để mình qua cho các bạn vì sao có cái chuyện như thế này. Nôm na là như thế này các bạn này. Ông Bách Đạt An đây làm chủ đầu tư các bạn này. Đây. Ông đây là ký hợp đồng với cái ông môi giới là ông công ty là Hoàng Nhất Nam. Ông Hoàng Nhất Nam này là đứng ra thay mặt chủ đầu tư ông bán đất. Thì người dân này mới nộp tiền cho ông Hoàng Nhất Nam này. Rồi ông Hoàng Nhất Nam này mới nộp tiền lại cho ông chủ đầu tư này. Và ông chủ đầu tư này là có trách nhiệm ra sổ hồng cho dân. Tóm lại là các bạn hiểu như vậy. Thì sau này giữa cái ông Bách Đạt An này với ông Hoàng Nhất Nam này mới sinh ra tranh chấp liên quan đến giá cả hay là việc mà ông Ni có nộp tiền cho ông chủ đầu tư không thì mình không có biết, đó là cái việc riêng của mấy ổng. Nhưng mà nôm na là trừ ông Bách Đạt An này ông kêu là dân nộp tiền cho ông Ni thì được rồi, nhưng mà vấn đề là ông Hoàng Nhất Nam này ổng chưa đưa tiền cho tôi cho nên là tôi không ra sổ cho dân, không ra sổ cho cái thằng. À, có chuyện nó rất lớn, nó nằm chỗ đó các bạn ạ. Mà cái vụ này mà nói các bạn nó kéo dài đăng đẳng mấy năm trời ròng rã rồi. Các bạn biết là năm 2019 là dân đã kéo lên cái văn phòng trụ sở làm việc của công ty Bách Đạt An nên người ta đã yêu cầu ra sổ cho dân rồi. Rồi thanh tra Quảng Nam vào cuộc cũng đưa ra những kết luận này nọ nhưng mà cũng không giải quyết được. À, các bạn thấy không? Thậm chí đợt vừa rồi năm 2021 các bạn này, người dân yêu cầu là đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam là tổ chức giám sát những cái vụ việc mà liên quan đến công ty Bách Đạt An, giải quyết bức xúc của người dân.
chứ còn bây giờ để nó kéo quá dài rồi. Rồi các bạn tìm thêm một số tờ báo đăng để biết tình hình người dân khiếu nại đòi sổ hồng sổ đỏ mà người ta đã mua cách đây mấy năm rồi. Qua cái việc này mình có một vài ý mình chia sẻ với các bạn như thế này. Vụ việc người dân khiếu kiện chủ đầu tư Bách Đạt An đã kéo dài mấy năm trời ròng rã nhưng đến nay vẫn chưa đem lại kết quả gì, làm cho hàng ngàn người dân, khách hàng, nhà đầu tư lao đao mất ăn mất ngủ. Người dân, khách hàng, nhà đầu tư trong vụ Bách Đạt An này bây giờ chỉ biết kêu trời chứ còn không biết kêu ai nữa các bạn. Năm 2019 các bạn biết là người dân cũng đã tập trung kéo đến văn phòng và yêu cầu chủ đầu tư Bách Đạt An là phải giao sổ hồng cho dân. Rồi thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng vào cuộc. Rồi năm 2020 là tòa án cũng đã xét xử cái vụ này và buộc Bách Đạt An là phải ra sổ hồng cho dân, cho khách hàng. Còn có việc giữa ông với ông Hoàng Chất Nam như thế nào đó thì ông kiện biết. Chứ còn bây giờ ông với tư cách chủ đầu tư là ông ra sổ cho dân. Rồi có vụ việc này Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã kết luận và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện theo những cái quy định đó là phải ra sổ cho dân. Năm 2021 là dân cũng đã kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam là giám sát cái vụ việc này để giải quyết rốt ráo cho dân. Dân bây giờ khổ quá rồi. Nhưng kết cục ngày hôm nay như các bạn biết là người dân lại tiếp tục tập trung ở Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, dân băng rôn, đòi chính quyền can thiệp giải quyết quyền lợi cho người dân. Lần này người ta đề nghị là thanh tra chính phủ vào cuộc. Chúng ta vẫn thường hay tuyên truyền là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân, làm cho dân tin, thành quả dân thụ hưởng. Nhưng mà các bạn biết, cả một bộ máy khổng lồ, lương của họ nhận là cũng từ tiền thuế của người dân. Khảo hiệu nghe rất là hoành tráng nhưng mà cuối cùng không giải quyết được những bức xúc của người dân. Cả một bộ máy mà cuối cùng thua một ông chủ đầu tư. Các bạn thấy nó thật là vô lý. Bây giờ người dân không còn biết cái ai nữa các bạn. Nguyên cả bộ máy chính quyền của địa phương là coi như là bó tay chấm cơm rồi. À, bây giờ cái thanh tra chính phủ thì đợt này không biết chính phủ có vào cục để cứu dân hay là không thôi. Chứ còn chính quyền địa phương là coi như là rầu đã sang phiên rồi đó. Hết túc chữa rồi. Tòa án là cái nơi phân xử nhưng mà cũng không được. Thanh tra tỉnh không ăn thua luôn. Rồi Ủy ban Nhân dân tỉnh là cái ông là quản lý địa phương nó coi như là cũng bó tay. Rồi, trừ dân không biết kêu ai hết. Rứa một cái hô hào nhà nước của dân, do dân, vì dân. Qua cái vụ này chúng ta thêm một số kinh nghiệm khi đi đầu tư nữa. Một là khi đi đầu tư là các bạn phải ưu tiên các tính pháp lý. Nếu đất ra sổ là mua là an toàn nhất. Thông thường đất nó có sổ, cái giá nó cao hơn đất chưa ra sổ. Nhưng mà thà rằng chúng ta mua đất có sổ lợi nhuận nó ít một tí cũng được. Nhưng mà mua xong rồi về gối đầu giường ngủ cho nó yên giấc. Không phải chúng ta ăn dài rồi về nhà chúng ta thấp thỏm lo ao, lo lắng. Rồi tóc nó bạc theo năm tháng. Còn dự án chưa có sổ thì chúng ta phải điều tra tìm hiểu thông tin ông chủ đầu tư là ông nào. Thông thường khi đi đầu tư chúng ta thường bị FOMO. Chúng ta nặng về giá cả, chiết khấu, khả năng tăng giá, lợi nhuận tương lai như thế nào. Rồi chúng ta mua chúng ta lướt sáng. Còn năng lực uy tín của ông chủ đầu tư, có ông mà cấp sổ hồng sổ đỏ cho mình thì chúng ta lại thường xem nhẹ hoặc là có khi không để ý. Cho nên hệ lụy của nó là đến ngày hôm nay hàng ngàn con người bị treo sổ, kiện cáo kéo dài, làm tình hình an ninh trật tự tại địa phương thêm phức tạp. Rồi địa phương không còn tính hấp dẫn để các nhà đầu tư quay trở lại thị trường nữa. Bây giờ tới mà nghe đau dân kiện cáo hết. Chủ đầu tư làm bẩn cái môi trường đầu tư của một cái địa phương đi. Không phải riêng gì cái vụ Bách Đạt An đâu các bạn. Hiện bây giờ có rất rất nhiều chủ đầu tư. Quá trình làm nó không được như họ quảng cáo. Làm thời gian nói các bạn là dính biết bao nhiêu sai phạm. Có những dự án nói các bạn là 10, 15, thậm chí là 20 năm hiện bây giờ vẫn chưa ra sổ được cho dân. Nhiều người đầu tư khi tắt cùng xanh, 10 năm sau tắt bạc nhưng mà cũng không thấy sổ hồng ở đâu cả. Có nhiều người về chào Diễm Vương rồi nhưng mà vẫn không biết mặt cái cúng sổ hồng, cái cúng sổ đỏ của mình đó.
nó như thế nào luôn. Các bạn biết đầu tư những cái bất động sản hình thành trong tương lai nó gặp rất nhiều rủi ro, đặc biệt là cái vai trò ông chủ đầu tư ở đây là cực kỳ quan trọng. Cho nên khi đi đầu tư mà đất chưa sổ là các bạn chịu khó tìm hiểu ông chủ đầu tư như thế nào. Và nếu có đặt cọc là đặt cọc chính ông chủ đầu tư, chứ còn đặt cọc qua ông sàn môi giới, các bạn lại có việc chia xảy ra là đó, bây giờ hai ông cãi cọ nhau, mình đứng ở giữa mình chịu trận hết. Ở chính quyền thì rất là sang phim rồi đó. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.